À, thầy Trung xin chào tất cả mọi người. Hôm nay sẽ thầy Trung nói tiếp về cái vận hạn trên tướng số ha. Thì hôm nay thầy Trung sẽ nói về cái vận 33 34 tuổi ha. 33 34 tuổi. Thì 31 32 thầy đã cũng nói rồi, bây giờ thầy nói tới là 33 34 tuổi ha. Thì nó cái vận trên tướng số mình thì nó nằm ở trên phần trên của cái đuôi chân mày, hai bên chân mày. Thì gọi là cái bộ vị của Thái Hà và Phiền Hà ha. Ừ, Phiền Hà ta nó làm nó Phiền Hà quá ha. Thì đây là nó nằm ở góc này ha, góc đây. Hồi qua là 30. À, cái bộ vị gọi là 30 31 32, còn bây giờ là 33 34 thì nó nằm ở ở nơi đây ha. Thì đương nhiên một cái vận hạn gì á, thì tất cả nó nằm ở đâu ha, thì mình cũng phải lựng cái bộ vị của nó ha, mình phải lựng đoán bộ vị. Thì đương nhiên cái nơi chỗ đó là đương nhiên nó cũng phải không phải tỳ vết rồi, thí dụ như ta bị nhiều nếp nhăn hay là bị hõm hay bị lồi hay là bị sẹo ha, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái vận ha, tới cái vận nó, tại vì cái tuổi mình nó còn trẻ. Thí dụ như người người lớn tuổi, cái tuổi người ta đó, ví dụ như người ta già thì 50 60 tuổi là cái vận ta xuống ở dưới càm rồi ha, từ cái đầu đó là miệng nhân trung rồi ha. Còn cái tuổi mình còn trẻ, đương nhiên cái đó là nó không có nào có dăng vết được ha. Người già thì người ta dăng vết là cái chuyện bình thường, ta lớn là ta phải xếp ly ha. Ừ, thì cái vận đó ta không coi, còn trẻ thì đương nhiên là 33 34. Thì nơi đây ha phải kết hợp, phải có đôi lông mày, tại nó nằm ngay chân mày thì lông mày mới đẹp. Lông mày là đại diện cho cái gì? À, đại diện cho là mộc. Thường thường cái con người quan trọng nhất bởi cái đôi, ai cũng phải đi xăm một cái chân mày vậy đó. Nhưng ta xăm á thì chúng ta để gọi là cải tướng thôi ha, nhưng mà thường ta nói sao, đất tốt đó, thì cây nó mới mới mọc. Giống như con người mình á, trong cái khí cốt của mình á, mà nó là gọi là, ta nói là tốt thì nó mới mới sinh ra được cái đôi chân mày nó mọc ha. Giống như cây cỏ vậy ha, mình đất tốt thì cây nó mới mọc. Nhưng mà cây phải mọc, phải xanh, phải mượt ha, phải gọn gàng. Ví dụ như mà giống như con người mình, khí chất mình nó dư quá thì cũng không được ha. Ừ, nó mọc to dài quá ha, rồi rậm rạp quá ha, rồi nó cuốn tròn ha, rồi nó sấy tùm lum hết thì cũng không tốt. Thì cái bộ vị gọi là 33 34 tuổi thì chúng ta phải xem ở đây, nhưng mà ta phải kết hợp với gọi là cái chỗ xương căn. À, thì đặc biệt cũng đâu cũng phải trở về xương căn, là xương căn là ngay chỗ 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 giao đi giao giữa hai cái đôi mắt ha, là mắt trái mắt phải, là nó nằm ở tâm giữa đó, thì nó cũng phải cao ha, phải cao, nó không có thấp hãm, không có thấp hãm, bị gồ ghề ha, bị dăng vết đó. Rồi thứ hai nó kết hợp với gọi là hai cái pháp lệnh nó dưới triều lên ha. Hai pháp lệnh là hai cái râu này ha, hai cái râu bên đây là râu trái râu phải đó, thì nó triều lên ha, nó phải mới tiếp. Giống như mình gọi là giống như khí mạch ha. Mình coi tướng mình giống như y chang, giống như mình gọi là xem gọi là nguyệt mạch của thế đất vậy đó ha. Thì cái tuổi thì 33 34 thì ta cũng kết luận lại ha. Thì ở chỗ đó là thứ nhất là phải hồng hào ha, không lòi không lõm ha. Thứ hai là không có tỳ vết ha. Mấy khuôn ngược mình nó thường thường mình nói đi, mình bị những cái người mà thường thường mà có tỳ vết mặt mày đầu sẹo đầu không, ta thấy coi trong phim cũng vậy ha, là những tên sát thủ ha, đầu trâu mặt mặt ngựa ha, rất là ghê gớm mình nói đâu, thì do cái tâm mình sinh ra thì mới gặp nạn chứ con người. Ví dụ như mình đàng hoàng ha, cuộc đời mình đâu có ra ngoài mà mình phải chạy đua xe ha, tốc độ cao ha, phải giang hồ chém giết ha, thì nó mới có cái những cái gì vậy. Còn có những người ta không có, nhưng mà họ hạn người ta gọi gặp gặp nạn, ta gặp nạn vô tình nó làm cho mình có cái tỳ vết nên đó ha. Bởi thường ta nói giống như người đẹp đẹp không tỳ vết thì người ta được mới là quý khách. Rồi thứ hai nữa, mình nói đi thì nói lại, thì muốn được cái vận giao vận nó tốt thì mình phải xem cũng cặp mắt ha, cặp mắt phải sáng, cặp mắt phải sáng, mũi phải ngay thẳng trung chính ha, cái đầu cũng phải trở về là những cái bầu gì đó. Còn bây giờ thí dụ như nơi đó nó đẹp nhưng mà mắt của mình thì thần khí thì nó không có, mũi thì lạc loạt ha, là bị hết đó, thì nó cũng không hưởng được ha. Người nó trời sao chỗ này tới cái chân mày tôi đẹp quá mà, đẹp quá mà sao tự nhiên tới
cái giận này mà cũng không không hưởng được, là những cái bộ khác nó không có triều được ha, và nó kéo xuống. Vậy thầy nói giống như một người hên mà đi chung với cái người xui không thì á, thì mình cũng xui theo luôn á, thì giả lây theo là nó như như vậy. Thì đó là thầy Trung nói theo cái giận gọi là 33 34 tuổi ha. 33 34 tuổi là nó nằm ở ở Thái Hà và Phiền Hà ha. Đó là nằm ở đây. Đó là hai cái tướng. À, nó đi đây đi ha, từ từ từ. Đó. Đó thì đi đó thì mình cái bộ vị nào nó đẹp thì nó cũng vậy, có những người thì tiền bằng thì hậu phú, có người đó thì thiếu niên ha, đã hưởng được cái phú quý mới lọt lòng là được hưởng được cái phú quý rồi, nhưng mà tuổi già thì khổ. Thì ta nói là mấy ai mà phú quý song toàn ha, thì có những ít hiếm có những người mà khi mà lọt lòng mẹ mà tới gọi là tới già mà hưởng được là phú quý trọn vẹn ha. Là hàng cũng ta nói độc nhất vô vị, cũng rất là khó kiếm, cũng có chứ không phải là cũng không không có, cũng vẫn có nhưng mà cũng rất là hiếm, rất là hiếm. Thì thầy Trung xem đây là thí dụ như những cái nói thêm về cái tướng mà về gọi là lục hại ha, lục hại thì những cái người mà trên hình tướng mà lục hại là gồm cái gì? Thí dụ như là lục là nó là thuộc về sáu ha, nó hại tới sáu cái người, người thân của mình. Thứ nhất là vợ con, cha mẹ là hết là bốn rồi, là anh em nữa, anh chị em trong nhà nữa thì gọi là lục thân ha, lục thân. Đó. Thì mình khắc hết trong nhà mình, vợ con mình cũng vậy, cha mẹ mình cũng khắc, rồi anh em thì cũng không hòa thuận. Thì lục hại thứ nhất lông mày màu sắc vàng mà thưa, nó vàng que mà nó còn thưa. Thì bởi chính người khi đàn ông bây giờ thầy thấy cũng những người cũng phải giờ không có, khi mọi người không có cái chân mày nữa giờ nó không chân mày nó dị hợm lắm đó, nó dị hợm đó. Đó thì chúng ta mà vàng mà thưa thì điều điểm đó là cũng là nằm trong một cái lục hại ha, là khắc người thân. Thứ hai là hai cái đôi chân mày châu lại, thầy cũng đã nói rồi đó ha, châu lại trong lục lông mày mà mọc tán loạn ha, thì cũng có người người mọc ôi nó xoáy xoáy rồi ôi nó chia nó cắt, nó không có theo thứ tự, mọc ngược mọc xuôi mọc dựng nó, thì mình cũng là cái điều thứ hai là cũng cũng gọi là khắc lục thân. Thứ ba lông mày che lấp ấn đường. Thì thầy nói là hai chân mày nó trâu lại đó, nó mọc hết luôn, nhiều người mọc ở đây nó mọc lan qua đây luôn. Thì con người mình cũng vậy ha, là từ cái con thú vật, con chó con trâu con bò con dê con heo hay là những vật gì, thí dụ như những con chim mà chim quý đâu nha, nó có từ màu sắc tính dải tới mỏ tới miệng, gà cũng vậy, ta phải xem tướng, tất cả gì nó cũng có tướng. Ta nuôi bây giờ từ cái lỗ tai giống như con chó, lỗ tai ngắn lỗ tai dài lỗ tai dảo thì nó làm sao, nó cũng đã có hình tướng hết. Còn ta xem râu, chó cũng xem râu, một râu hai râu ba râu bốn râu năm râu thì sao đó, thì nhiều rồi, thấy màu sắc lông của nó nữa. Như con chó mực thì chúng ta xem, thí dụ như là mực mà nó đen phải đen tuyền chứ nó có một hai ba cái sợi mà lông trắng vô thì nó cũng không phải là nó thuộc vô là chánh mực, nó là như vậy. Nó xem thì xem nó rất là tỉ mỉ, nói về tướng chứ con người mình nó xem người phụ nữ vậy đó, xem một hai bộ vị trên mặt với bàn tay thôi, nó còn xương cốt rồi tay rồi chi chân rồi cẳng toàn trên cơ thể mình hết, mặt trước mặt sau nói chung là cái nào về tướng số là người ta có hết. Giống như những người mà gọi là thời phong kiến, người ta vua chúa chọn vô là người ta rất là kỹ từ A tới Z luôn ha, thầy nói vậy là hiểu rồi. Thứ tư là lông mày mọc tới mí mắt. Nó áp áp mắt là thí dụ như là nó mọc sát ở đây ha, thì thí dụ như này nè, cái chân mày của mình đây nè, bây giờ nó mọc đây luôn ha, nó mọc cái chân mày nó nằm sát ở đây nè ha, đó nó mọc sát với mắt luôn. Thì tướng mấy cái người đó là cái người mà chân mày mọc sát mí mắt á, thì đã lục thân đã thì đó là đã không hợp rồi. Thứ hai mà người đó gan liều lắm chứ không phải là lấy cái tướng kia, mấy người đó kia làm liều mà cực kỳ ha, người ta rất là gan liều của đâu mà. Thứ hai nữa là người đó vào vấn đề mà gọi là chính trị ha, làm gọi là trinh sát ha, là mật vụ mật thám ha, thám tử thì họ rất là giỏi ha, giỏi. Thì mỗi người về cái tướng thì người ta có cái năng khiếu giỏi của người ta, giống như thầy nói cái lỗ mũi két vậy ha, cái lỗ mũi mùi nó quậu xuống vậy ha, nó quậu đầu nó nhọn nó quậu ha, gọi là cái mũi diệt viên câu tiễn ngày xưa ha, phim mà Phạm Lãi Tây Thi ha,
thì những người đó gọi là thông minh ghê gớm, thông minh mà nó hơi nó xảo trá một chút, thông minh mà gian trá, thông minh gian trá đó. Thì chúng ta thấy trong 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 như bây giờ là thời buổi hiện đại thì chúng ta giờ mà những cái mũi những có những cầu thủ giống như Luka Modric gì ha, gọi là của Real Madrid ha, đó. Thì họ là một tiền vệ xuất sắc ha, đầu óc nó cũng siêu phàm lắm ha. Thì những người mà có cái lỗ mũi vậy giống như Ivan Movic ha, cũng vậy ha, trước lỗ mũi cũng dòm miệng ha. Hay là Maguire ha, đó thì nói chung Maguire ha, nó cũng là những cái lỗ mũi mà gọi là nhọn mà mũi dòm miệng, thì những người đó cũng có cái lỗ mũi đó ha, cầu thủ cũng là nổi tiếng rồi. Thì họ có cái xảo dân quái, họ họ ma quái đó mà, họ họ có cái ngoài vấn đề đó, họ trong cái đầu óc họ họ có làm gì, họ có tổ chức, họ sắp xếp, họ có chiến thuật lắm ha. Vậy vậy đó. Những người vào cái binh nghiệp thì trong bóng đá thì nó cũng giống như một cái trận chiến vậy đó, thì họ rất là giỏi ha. Nhưng mà nó giỏi về cái đó ha, nhưng mà xét về cái mặt, tại vì cái con người thì mình xét về vấn đề về cái mạo đạo đức xã hội, mình nói là cái tốt đó thôi ha, mình không có trọng cái giỏi, gọi là ta nói là có đức ha, còn hơn có tài ha. Thì mấy người đó rất là có tài ha, có tài, nhưng mà tại cái tâm họ không tốt thôi. Nhưng mà tại người Á Đông của mình trọng là chữ tài, chữ đức ha, đức, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài ha, tôi thì hay nói. Còn người phương Tây trọng dụng người là tài giỏi ha, tài giỏi, ta lựa những người nào có năng khiếu giỏi thì ta phát huy. Còn Việt Nam mình cứ là lấy đức làm đầu ha, còn anh tài gì không biết thì tôi đè, tôi ém anh xuống hết đó, là như vậy. Đó, nhưng mà thật sự vậy, cái gì nó cũng có hai mặt ha, có hai cái mặt này. Nhưng mình vào cái đức trị không, về những cái người mà đầu óc gọi là cổ hủ là mê muội, lúc còn hơi ngu nữa, tuy có đức thiệt nhưng mà ngu quá thì cũng không làm được việc gì nữa, đó là như vậy. Thì nói tới cái này thứ năm ha, mài mọc nhóm ngược nhóm xuôi. Thì cái chân mày cái người tự nhiên vậy ha, thì nó mọc tới đây ha, nó có khoanh tròn, cái nó mọc xéo là trở lại ha, mọc kỳ khôi lắm ha. Có những người mọc vậy đó, có những người thì nó chân mày mọc chẻ làm đôi ha, hai cái mày tự nhiên chẻ làm đôi chính giữa nó trắng ha, nó rất là kỳ ha, cũng dị tướng lắm. Chúng ta thấy thường thường mà trên tướng người mà nó bất bình thường ha, là đương nhiên cái tính tình người ta ở trong nó cũng vậy ha. Còn thứ sáu ha, thân thân mài mọc chẻ làm đôi ha, như hai gọi là như là gọi là hai cái hai con đường vậy ha, thì nó vậy đó, mọc ra nó chẻ làm đôi, lên xuống hai bên chính giữa nó cũng có, nó là loại là sáu kiểu cái loại chân mài gọi là lục hại ha, lục hại. Thì nói về cái tướng thôi đó, mốt là thầy nói tới tướng râu ha, rồi sao tới nó nút ruồi nữa. Thì tóc tóc mình mềm là con người nhu, tóc mình cứng là người cương cường, thì nó cũng thể hiện thôi. Râu nó cũng vậy ha, râu mình mềm mướt mượt thì thuộc về gọi là vào vấn đề gọi là mưu sĩ được ha, còn râu mà cứng rậm rạp ha, thì làm tướng ha, tướng tiên phong đó. Thì cái gì nó cũng thể hiện ha, cái cá tính từ cái râu tóc của mình cũng vậy, là thể hiện được cái tính. Mình thấy ai mà nữa mà râu tóc mà gọi là xồm xàm mà cứng cái đó thì người ta sức khỏe, người ta được được cái sức khỏe, người ta rất là tốt, tính tình người ta rất là cương cương trực. Thì mấy người ta nói sợ vợ là sao, cái râu râu nó mọc nó quặp vào, bởi vì sợ vợ mà nên râu nó quặp vào, râu mà tự nhiên mọc ra mà nó cúp vô, mọc ra đưa ra xong cái nó cuốn lại, nó cúp vô mà. Thì mấy người đó mới là tướng sợ vợ. Thì chung cũng nói tới đây thôi ha. Thầy hẹn lại cái bài là nói tiếp theo ha, tới là dặn là gọi là 31, 32, 33, 34 ha. Bây giờ tới xa lần bài sau thì nói là tới là 30, 35, 36 ha. Thì 37, 38 thì chung nó rồi. Thì là lần sau thì thầy chung hẹn cái bài nói chuyện hôm nay nói về cái tướng số để cho anh em xem mình biết, để mình cũng xem tướng. Thì những người thường thường cũng xem tướng thì cũng ai tôi cũng biết hết, thí dụ ta nhìn thoáng qua biết cái người đó làm sao, người đó thiện, người đó ác, người đó giàu, người đó nghèo, tướng bằng, tướng phú, tướng sang biết hết. Nhưng mà mình chỉ
theo cái cảm nhận thôi, cái cảm nhận theo mình thấy thôi, nhưng mà thực sự mình không có biết đó, mình gọi là theo cái gọi là giác quan trực gian, cái kinh nghiệm sống thôi, nhưng mà mình không có hiểu gì trên cái tướng số từng bộ vị, mình phải luận chứ không phải như mọi người cứ một cái biết cái này dòm cái lỗ tai, cái lỗ tai này sâu quá, những mà từng cái bộ vị khác nó mà nó tương đối rồi nó khắc chế nhau, mình phải tổng hợp lại, mình luận giải lại, giống như một cái người đẹp nó phải đẹp phải toàn diện chứ mình bị phá tướng một cái là nó cực kỳ xấu. Những người gọi là nó xấu thì nó xấu toàn bộ, nhưng mà có một cái quý cách thì họ cũng hưởng được gọi là cái ấm no cuộc đời, ấm no cuộc đời. Rồi thầy Trung xin chào và hẹn gặp lại bài nói chuyện sau nha.